nước Nga là một nước văn minh phát triển, có nền công nghệ thuộc hàng đầu vào thế giới. Từ lâu thì Nga đã chứng tỏ được vị thế của mình trong các công cuộc về khoa học kỹ thuật, nên vì thế em muốn chọn nước Nga để củng cố cho mình nền kỹ năng và cái lý thuyết của bản thân để phục vụ cho công việc sau này. Từ nhỏ thì em đã ham mê và muốn tìm tòi được những cái vật chất trong sự sống và muốn hiểu được nó vận hành như thế nào. Vì thế nên ước mơ của em là muốn được tìm hiểu, nghiên cứu, bào chế những thứ thuốc mới giúp cho có thể được chữa những căn bệnh ói âm gây đau đầu như hiện nay, và góp một phần nhỏ nhoi của mình vào công việc của cải cách